Thôi chào em nha. Dạ. Mình tên gì vậy? Dạ em tên là Đỗ Thị Minh Thủy ạ. Tên Thủy hả? Dạ. Quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Bình Định ạ. Bình Định hả? Dạ. Thì lúc gài có xem ở trên TikTok đó thì hình ảnh người ta quay lên em rất là nhiều. Dạ. Thấy là mình cầm cái tấm bảng đi xin tiền đó. Cái đó là như thế nào, mình có thể là chia sẻ với bà con được biết không? Dạ cái đó là do là tại ngày trước, những năm về trước đó, em có phá thai nhưng mà em không có nhớ rõ là năm nào ạ. Em có phá bỏ các cái hương linh thai nhi á, rồi được bà chuyển em đi công việc xin tiền như thế này là từ năm 2018 đến bây giờ. Rồi em đi đến đi luôn thì em đi khắp nơi, em cứ đi như vậy, đi khắp nơi đi để được đi chùa cầu an ông bà rồi xin tiền của cộng đồng để mà để dành làm lộ phí để mà đi đến khắp nơi đi chùa cho đi chùa cầu an ông bà à. Mà tự nhiên không hiểu sao tự nhiên cộng đồng là hiểu lầm em ạ. Nhưng mà cái trong cái tấm bảng đó là để là anh không nhớ không lầm là nói là mình bị thiếu máu não hả? Dạ. Là có không? Dạ có ạ. Mình bị bệnh năm nay là năm thứ 6 rồi ạ. Mình phát hiện bệnh thì là từ năm 2016 ạ. Nhưng mà hôm vừa rồi là có đi khám ở Khánh Hòa nhưng mà không có ra bệnh ạ. Không ra bệnh ạ? Dạ, nhưng mà bị bệnh mình biết ạ. Thế là làm cho cơ thể mình như thế nào vậy? Mình không thấy đường ạ. Ngày trước đó, lúc mà em chưa đi khắp thịt, chưa có đi xin tiền ấy, bà chưa chuyển em đi xin tiền của cộng đồng ấy, là cái đầu mình nó không thấy đường ạ. Rồi bắt đầu là từ khi bà chuyển đi xin tiền là bắt đầu là mới nhẹ lại ạ. Là bị bệnh đầu, nhức đầu mà ngủ không được ạ. Bà tức là bà nào? Dạ ông bà trên. Ông bà trên dạ. Hả? Là chuyển cho mình là đi xin tiền. Dạ ông bà ngày trước là mình nói chuyện chất giọng miền Trung, nhưng mà tự nhiên từ năm 2016 tự nhiên ông bà là chuyển sang mình nói chất giọng miền Bắc ạ. Rồi từ lúc đó là mình mới sợ, mình mới phát nguyện tu hành ạ. Dạ. Tức là cái gốc em là miền Bắc rồi phải không, miền Trung? Gốc em là người miền Trung ạ. Em là người Bình Định ạ. Hiện bây giờ là cái giọng này là giọng Bắc hay giọng Trung? Cái chất giọng này tự nhiên được bà chuyển sang chất giọng miền Bắc từ năm 2016 đến bây giờ. Hiện giờ là nói vậy là miền Bắc ha. Dạ la giọng miền Bắc ạ. Thì người Nam thì không bị được, nhưng có lẽ người miền Trung miền Bắc sẽ phân biệt được. Dạ. Cái giọng của Thủy nói thì hôm nay nói chung là mấy ngày nay thì xem trên mạng thì cũng rất là nhiều. Cho nên thì hôm nay cũng anh em mình là một cái duyên để gặp ở đây. Dạ. Để gửi đến cộng đồng mạng để xem tình hình em như thế nào. Dạ. Thứ nhất là quê quán ở đâu và tên gì. Cho hỏi sâu xa một chút xíu, tại vì có nhiều khán giả không biết sẵn trên cái video này, cho khán giả biết về đời tư mình chút xíu. Là mình có gia đình không? Có chồng? Dạ không? Là mình có chồng và có hai người con gái, nhưng mà chia tay với chồng mười mấy năm rồi ạ. Hiện tại là hai người con gái đang ở phía nội để chăm sóc ạ. Từ khi mà năm 2018 mà mình phát nguyện đi xin tiền của cộng đồng mạng đến bây giờ thì mình không có còn liên lạc với lại người thân ạ. Người thân cũng không còn liên lạc với mình nữa ạ. Người thân là con gái đó hả? Là những người thân, cậu với lại gì trong gia đình ạ. Mình cho nên là mình đi tới luôn, mình không có tìm xin tiền ở trang trại ạ. Con gái lớn chưa? Con gái lớn thì sinh năm 2006 ạ. Rồi là bé nhỏ là sinh năm 2009 ạ. Rồi có mắt có đứa con nữa hả? Và là trước khi mà sinh hai đứa bé là mình có phá bỏ các hương linh ạ. Rồi sau này sinh hai đứa bé xong mà mình có phá bỏ các hương linh ạ. Là do lúc đó là hoàn cảnh của mình khó khăn ạ. Cho nên là mình mới phá bỏ ạ. Rồi sao những cái dòng linh đó giống như là được theo mình sao? Dạ theo rồi dạy bảo đi dọn am thờ ở ngôi quê ấy ạ. Đi dọn nhiều am thờ lắm ạ. Đi dọn am thờ nhiều lần lắm ạ. Những cái am ta thờ cũng dạ, kỹ ra. Dạ. Dọn cho sạch sẽ. Dọn rồi dọn sạch sẽ. Dọn rồi. Là cái đó ai hướng dẫn mình đi, tức là cái đó là mình được ông bà ơn trên với lại là các ông bà cha mẹ ở thế giới bên kia là những người mà đã khuất ấy. Thì là được ông bà ở trên ơn trên là ông bà Phật ấy là dạy cho Thủy biết được là những người mà đã khuất rồi, giống như con người mình này khuất rồi thì mình là xin hô là mình gọi là các ông bà cha mẹ ở thế giới bên kia.
Nhưng mà Thủy có thấy không? Dạ thấy ạ. Thấy, cảm nhận thấy hả? Thấy ạ. cái lần gặp này là cũng được ông bà dạy bảo cũng biết ạ. Là ông bà không cho chơi trên trang truyền thông ạ. Bởi vì cái vấn đề là cái vấn đề dư luận họ sân si ạ. Khi mình đi trên con đường tâm linh thì cần phải có cái tịnh ạ. Có cái tịnh độ ạ. Thì là ông bà dạy bảo là xui khiến hôm nay gặp Lê Thanh với lại anh Thảo thì là ông bà cũng sẽ gỡ bỏ được cái vấn đề mà thị phi ở ngoài dư luận. Chắc có lẽ là ông bà cũng hay là ngày trước mình ông bà dạy là ngày trước tại Thủy có phá bỏ các Linh Thai Nhi á, thế cho nên là bây giờ là phải bị ông bà khảo như vậy, bị tra khảo dư luận, tra khảo về cái quá trình đi tới đi lui làm phiền ảnh hưởng như vậy á, thì cái nghiệp mà Thủy phải gánh thì Thủy phải chịu ạ. Nhưng mà nếu mà theo chị Thủy nói đó thì bị ông bà cũng như là ơn trên tra khảo thì đi bị hành thôi, mình đi bình thường thôi chứ sao mà lại đi xin tiền á? Mình đi xin tiền, ông bà dạy bảo là trong cuộc sống con người hay cái mức độ hay có cái quá trình tôi ta của cuộc sống ấy, cái hành trình con người có cái sự sĩ diện cao ấy, thì mình có cái muốn có cái sự tịnh độ là mình phải đi cúi đầu xin tiền người đời như vậy, thì cái quy trình mà trong tu hành như vậy gọi là đi khất thực ạ. Nhưng mà người mình chưa có được vào trong chùa thì mình gọi là đi xin ăn ạ. Nhưng mà cái đó thì nếu mà theo cái cuộc đời này thì đi xin gì là không có đúng. Tại vì hồi nãy chị có nói là mình khi mà em thấy là cái tấm bảng đó là để là thiếu máu não, mà khi mà nãy có nghe chị nói là mình đi lại khám bác sĩ thì là không có ra bệnh, mà tại sao mình lại biết là mình bị thiếu máu não? Mình tâm linh và dạy bảo mình tâm linh ạ. Ngay cả bên khoa học là thì cũng là được bên tâm linh ạ. Nhưng mà khoa học thì nó cái sự nghiên cứu của nó là đôi khi tâm linh mà làm sao mà biết được, họ phán xét đôi khi có lại không có ạ. Còn đây mình bị quên mất tâm linh thì được ông bà dẫn dắt về cõi tâm linh dạy bảo mình biết rất là rõ ràng ạ. Không, nhưng mà ý em nói là cái vấn đề đó cái là... hiện tượng của mình là mình biết chứ, cái đầu óc của mình là mình biết chứ, với lại là mình có bà cha lộ phí đi xin tiền như thế này để dành tiền á, rồi mình ra lễ hầu đồng á, ở ngoài Đà Nẵng á, rồi đợt em cũng đi ra lễ hầu đồng ở ngoài đó 20 triệu ạ. Tức là để dành sau này để cúng dường chỗ này chỗ kia rồi. Dạ, làm lễ hầu đồng một chỗ đó, ở ngoài Đà Nẵng á. Rồi còn tiền lộ phí thì mình đi lại tiền xe, rồi tiền là rồi chỗ ở, rồi cả mình đi chùa nữa ạ. Dạ. Hằng ngày là mình ngày nào cũng đi như vậy hết hay sao, tức là xin tiền á? Dạ, ngày nào cũng đi như vậy, còn không đi là mình bị mệt ạ. Nếu không đi là mệt ha? Dạ. Thì là tới ngày nào cũng phải đi xin tiền đó, nếu không đi là mệt hả? Dạ. Tại là ngày trước, nữa. Ngày trước ấy, ngày trước là năm tầm em 23, 24 tuổi ấy, là em có vào trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp ấy. Là lúc đó là em cũng có phá thai rồi, nhưng mà em rất là sợ ông bà, cho nên là em cố gắng làm sống tốt ấy. Em đi đâu em cũng giúp người hết á, em cho tiền người đời ấy, rồi em đi cúng chùa, rồi em làm vài trăm phần quà để phát từ thiện ạ. Thì khi mà được ông bà hỏi tội về cái ngày trước em có phá thai á, thì được ông bà dạy bảo đưa vào cõi tâm linh dạy bảo em là tại là ngày trước là cái nghiệp của em là em có sống tốt ấy, thì ngày hôm nay ông bà dắt đi trả nghiệp thì ông bà cho lại tiền ạ. Cho đi thì bây giờ ông bà sẽ cho nhận lại, cho tiền người đời bây giờ sẽ được đi nhận lại tiền của người đời ạ. Tức là theo chị nghĩ là như vậy đó hả? Được ông bà dạy luôn ấy, dạy thẳng trong đầu mình luôn ấy. Còn là thật sự là mình không, em cũng không dám đi xin tiền ạ. Em ở ngoài quê em đi dọn ăn thời, em không dám xin tiền ạ. Ở nhà chồng ấy. Rồi nhưng mà tự nhiên là bà chuyển em đi vô trong Sài Gòn vào tháng 7 âm lịch năm 2018 ạ. Là em, bà cho em đi xin tiền cho đến bây giờ luôn này. Mình đi xin như là một ngày là mình xin được bao nhiêu tiền? Ngày trước thì là em không xin bằng tờ giấy đó mà. Bà dạy em là xin mỗi người là 10.000 đồng ạ. Dạ, rồi em đi xin được một khoảng thời gian ngắn thì chuyển sang tờ giấy đó. Lúc đầu xin không có tờ giấy thì là một ngày xin được 1 triệu mấy ạ. Rồi khi có tờ giấy thì xin được một ngày 4-5 triệu, nhưng mà ít lắm ạ.
ít lần 4-5 triệu như vậy, 2 triệu mấy á, rồi cho đến bây giờ thì là một ngày em xin được 1 triệu mấy á. Dạ. Một ngày mình xin 1 triệu mấy. Dạ. Vậy là một tháng là mình mấy chục triệu. Dạ, có khi bà hành mệt thì em không đi được, đang đi thì bị mệt. Dạ. Rồi mình xin cái số tiền đó mình để làm cái gì? Số tiền để mình để gia mình trang trải lộ phí đi đường này. Em đi nhiều lắm, đi khắp nơi. Và chuyện em còn sang bên nước ngoài. Hôm em làm vé em bay Myanmar, rồi đi bay Myanmar 6 ngày. Rồi nghe Thủy nói là những số tiền đó mình cũng còn phải đi làm phước lại nữa hay sao? Em đi cúng dường ở trong chùa. Cúng dường trong chùa. Lúc đó em cúng 500 mỗi ngày, rồi cúng 200, rồi cúng 100, 50, rồi bây giờ thì là cúng mỗi ngày 20.000. Nó kết lại nha, càng nhiều cúng nhiều thì nó cúng ít. Dạ, rồi bà dạy em là trong cái vận mệnh mà con người mình đi qua là gọi là chúng sanh ấy, thì bao gồm con người với là con vật. Thì là mình sinh ra trong cái mệnh của các con vật, thế nên là phải chọn một số con vật để mà nuôi dưỡng, để mà khắc phục lại cái tinh thần ấy. Thì là em chọn nuôi con mèo, em có sử dụng tiền rồi em mua mấy con mèo, nuôi mấy con mèo cảnh bên nước ngoài ấy. Thì kinh tế bà cha cứ để dành đó, rồi mua đồ ăn thức uống cho bọn nó ạ. Thì đúng mình đi với xa lại làm sao, mình vẫn mang theo. Đi xa thì mèo người ta họ sợ xui hay sợ gì em không biết, mà tự nhiên họ không chơi.